Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 37, trang 44, tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó, và bài tập môn toán lớp 4. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Ồ, nếu các em sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng vào bài hôm nay nha. Chiu. Rồi, bài của chúng ta. Ta đến với bài số 1 này. Họ cho chúng ta cái gì đây? Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại thì được là 42 tuổi. Mẹ hơn con 30 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi? À, vậy thì để làm được cái bài này thì chúng ta phải nhớ cái công thức, đúng không? Công thức trong phần lý thuyết là tìm hai số khi biết tổng và tỉ số. Chúng ta chỉ cần nhớ công thức là gì? Số bé. Công thức trong cái bài tìm hai số đây nè. Số bé nè thì sẽ bằng tổng trừ hiệu và chia cho mấy nhỉ? Chia cho 2 nha. Rồi còn số lớn nè thì lại bằng tổng cộng với hiệu chia cho 2. Đó, chúng ta chú ý hai cái công thức này để tìm cái số nha. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái công thức này vào cái bài toán này đây. Các em thấy nè, tổng ở đây là mẹ và con, là tổng là 42 nè, đúng không? Đó, vậy chúng ta tìm nha, tổng nè. Tổng ở đây tuổi mẹ và con là 42. Hiệu số tức là gì? Mẹ với con. Mẹ hơn con. Hiệu số ở đây là 30 tuổi. Đó, vậy là chúng ta chỉ cần tìm tuổi mẹ và tuổi con. Hay là chúng ta tìm tuổi mẹ trước hoặc tuổi con trước, tùy. Đúng không? Đấy, vậy thì số bé chắc chắn là tuổi con và số lớn chắc chắn là tuổi của mẹ rồi. Đúng không? Và vậy thì trong cái bài này thì thầy sẽ đi chi tiết ở cái bài số 1, còn các cái bài khác thì các em có thể áp dụng và các em làm nhé. Rồi, vậy thì để làm cái bài này nè, nếu mà chi tiết này ra thì chúng ta cần phải có một cái sơ đồ. Thầy sẽ tận dụng chỗ này cái sơ đồ nhé. Không, ở đây chắc không đủ cái sơ đồ. Thầy ta có này, sơ đồ này. Thầy vẽ ra đây nhá. Đây là tuổi của mẹ này. Tuổi mẹ. Đó, giả định tuổi mẹ là một cái khoảng như thế này, được chưa? Đó, và chúng ta chưa biết tuổi của mẹ là bao nhiêu tuổi cả, đúng không? Bởi vì bài toán này yêu cầu chúng ta phải tính, đúng chưa? Rồi, bây giờ tuổi của mẹ hơn tuổi của con, giờ đến tuổi con này. Tuổi con, mẹ hơn con là 30 tuổi, vậy thì giả định đây là cái đoạn mà mẹ hơn con, vậy thì tuổi con bằng tuổi mẹ ở khúc này, đúng chưa? Và chúng ta cũng chưa biết được tuổi của con. Và biết được cái đoạn này này, đoạn này là đoạn mẹ hơn con. Mẹ hơn con chỗ này là hơn 30 tuổi này. Đó, được chưa? Và tổng chúng ta biết được tổng của tuổi mẹ và con là 42 tuổi. Chưa? Đó. Vậy thì bây giờ bài toán bắt chúng ta tính tuổi của mẹ và tính tuổi của con. Bây giờ áp dụng cái công thức vừa nãy chúng ta có thể tính. Ở đây thầy sẽ làm cho chúng ta hai cách nhé. Cố gắng là tận dụng cái này để chúng ta làm hai cách, xem không biết đủ không. Và thầy sẽ kẻ ra như thế này thôi. Tuy nhiên thì trong cái giải của các em có thể chọn một trong hai cách của thầy, các em viết vào đây thôi, không cần phải nhất thiết là các em phải ghi cả hai cách, chưa? Và thầy sẽ tận dụng đây, sẽ ghi đây là cách 1 nhá. Cách 1 thì thầy sẽ tính tuổi của mẹ trước, tức là tính tuổi của mẹ trước, chưa? Tức là tính số lớn trước. Tuổi mẹ là số lớn, tuổi con là số bé, đúng không? Chúng ta sẽ tính tuổi mẹ sẽ là 2 lần
2 lần tuổi của mẹ là đó. 2 lần tuổi của mẹ thì chúng ta sẽ áp dụng cái công thức và chúng ta sẽ bằng 42 cộng với 30. Chúng ta sẽ tính được ra 2 lần. Đó là tổng số của mẹ và con là 42. Số tuổi của mẹ hơn con là hiệu số tức là 30. 42 cộng với 30 thì chúng ta sẽ được kết quả là bao nhiêu? 72 tuổi. Rồi vậy thì 2 lần tuổi của mẹ là 72 tuổi. Vậy thì chúng ta sẽ tính được tuổi của mẹ là, vậy thì tuổi của mẹ sẽ là nhiều. 2 lần thì là 72, vậy thì 1 lần tức là tuổi của mẹ sẽ là 72 chia cho 2. Vậy thì đây chính là cái công thức là gì? Số lớn này, tổng cộng hiệu. Tổng cộng với hiệu tức là 42 cộng với 30 và chia cho 2. Đó, được chưa? Đó là chúng ta đã áp dụng cái này nha. Vậy thì 72 chia cho 2 thì các em chia sẽ được là bằng 3. 36 đúng không? Đó, vậy thì đây là tuổi của mẹ là 36 tuổi. Vậy thì có tuổi của mẹ rồi thì sẽ tính đến tuổi của con. Tuổi của con là, rồi, mẹ hơn con 30 tuổi. Vậy ra lấy tuổi mẹ trừ đi 30. 36 trừ 30 thì con sẽ bằng 66 tuổi. Được chưa? Và đáp số chúng ta có tuổi mẹ là bao nhiêu? 36 tuổi. Con sẽ là 66 tuổi. Được chưa? Đó, vậy thì đây chính là kết quả của cái bài toán mà chúng ta phải thực hiện nhá. Được chưa? Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm một cái cách tiếp theo. Thầy gọi đây là cách số 2 đi nhá. Rồi, cách 2 này. Trong cách 1 thì chúng ta tính số lớn, đúng không? Giờ tức là số lớn tức là tuổi mẹ. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cách 2, chúng ta sẽ tính số bé. Vậy thì lời đầu tiên chúng ta cũng sẽ là 2 lần của số bé, tức là 2 lần tuổi của con sẽ là số bé thì bằng tổng trừ đi hiệu chia cho 2. Rồi vậy bây giờ chúng ta tính 2 lần số bé đã thì sẽ bằng tổng là 42 trừ đi hiệu là 30. 42 trừ 30 sẽ bằng 12 tuổi. Rồi như vậy thì 2 lần tuổi của con là 12. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra tuổi của con sẽ là 2 lần tuổi con là 12. Vậy thì tuổi con sẽ bằng 12 chia cho 2. Vậy thì con này sẽ bằng 6 tuổi. Được chưa? Rồi có tuổi của con là 6 tuổi rồi. Vậy chúng ta sẽ dễ dàng tính được tuổi của mẹ. Rồi tuổi của mẹ sẽ bằng gì? Tuổi của con là 6 cộng với số lần tuổi mẹ hơn con là 30. 6 cộng với 30 thì chúng ta sẽ có kết quả là 36 tuổi. Rồi và chúng ta sẽ có đáp số này cũng là tuổi con là 6 tuổi, rồi tuổi mẹ là bao nhiêu? 36. Được chưa? Đấy, như vậy thì cách 1 và cách 2 chúng ta đều ra một kết quả giống nhau. Rồi, vậy thì đấy là bài số 1 nhá. Chúng ta đến với bài số 2 này. Bài số 2 có 30 học sinh đang tập bơi. 30 học sinh đang tập bơi, trong đó số em đã biết bơi ít hơn số em chưa biết bơi. Số em này. 30 học sinh đang tập bơi. 30 học sinh
đang tập bơi nè, được chưa? Đó, 30 em này thì đang tập bơi. Rồi chúng ta, đây là tổng số đúng không? Rồi cái số biết bơi nè, số em mà chưa biết bơi, chưa biết bơi thì ít hơn biết bơi 6 em. Chưa biết bơi thì ít hơn biết bơi 6 em. Rồi, và bây giờ người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi các em có bao nhiêu em biết bơi và bao nhiêu em chưa biết bơi. Đó. Được chưa? Đây là cái người ta hỏi. Vậy thì thực chất các em cũng thấy tổng ở đây sẽ là 30 đúng không? 30 em này đang tập bơi. Tức là đang tập bơi này có thể có những em biết bơi và có những em đã biết bơi và các em chưa biết bơi, đúng không? Vậy thì hiệu ở đây là bao nhiêu? 6 em. Hiệu đây sẽ là 6. Anh mấy thầy đã ghi ra tổng rồi, hiệu rồi thì các em có thể áp dụng hai cái cách giống như bài số 1 chúng ta làm, được không? Đó, và ở đây thì thầy sẽ chỉ áp dụng một cái cách đơn giản thôi. Chúng ta sẽ tính này. Hai lần số học sinh biết bơi sẽ là, thầy sẽ chỉ giải một cái cách thôi nha. Đấy, còn các bạn tự làm cách khác. Hai lần số học sinh biết bơi là, đó, hai lần số học sinh biết bơi là, thầy sẽ lấy tổng này. Tổng là 30 trừ đi hiệu. 30 trừ đi hiệu, đúng không? 30 trừ đi 6 thì sẽ còn là 24. 24 để 24 em hay là 24 học sinh, được chưa? Rồi, vậy thì hai lần số học sinh biết bơi này, vậy thì chúng ta sẽ có số học sinh biết bơi là, đó, hai lần biết bơi là 24, vậy thì một lần sẽ là 24 chia cho 2, vậy thì sẽ bằng 12 học sinh, được chưa? Vậy số học sinh biết bơi là 12 học sinh. Vậy thì suy ra số học sinh chưa biết bơi. Rồi, chưa biết bơi này nhiều hơn biết bơi là 6, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì đây biết bơi ít hơn chưa biết bơi là 6. Vậy chúng ta phải lấy cái số biết bơi này là 12 này cộng với cái số hơn. Đó, nó sẽ bằng 18 học sinh. Được chưa? Đó, và cuối cùng chúng ta có đáp số chưa? Quá dễ rồi đúng không? Đáp số biết bơi bao nhiêu? 12 học sinh. Rồi, chưa biết bơi là mấy? 18 học sinh. Đó, vậy thì đây là kết quả của bài số 2 nha. Chúng ta đến với bài số 3 này. Trong một cái thư viện thì có 1.800 cuốn sách. À đấy, vậy thì tổng này. Tổng ở đây là 1.800. Đúng không? Vẽ ra như thầy thôi. Trong đó số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm là 1.000. Nên vậy thì hiệu đây sẽ là 1.000. Đó, vậy giờ người ta chỉ hỏi chúng ta cái gì? Hỏi có bao nhiêu sách giáo khoa, chúng ta chỉ tính số sách giáo khoa thôi.
sách giáo khoa. Vậy thì để xác định được cái số sách giáo khoa này, chúng ta thấy này, sách giáo khoa thì nhiều hơn sách đọc thêm, nhiều hơn, vậy thì đây chắc chắn nó là số gì? Số lớn, đúng không? Đấy, có cái từ nhiều hơn này. Sách giáo khoa thì nhiều hơn sách đọc thêm, vậy thì đây sẽ là số lớn, đúng không? Và người ta chỉ hỏi chúng ta, yêu cầu chúng ta tính gì? Tính sách giáo khoa thôi. Và chúng ta sẽ tính một cách rất là đơn giản thôi, đúng không? Đây có tổng, có hiệu rồi, có biết số này số lớn rồi, đúng không? Vậy chúng ta sẽ tính 2 lần số sách giáo khoa sẽ là 2 lần số sách giáo khoa là bao nhiêu? 1800 cộng với cái số hơn đây là bao nhiêu? 1800 cộng 1000 thì sẽ bằng 2800 cuốn, đúng không? Rồi, vậy thì hai lần như vậy thì số sách giáo khoa chúng ta sẽ tìm được ngay. Số sách giáo khoa sẽ là bao nhiêu? Lấy 2800 này chia cho mấy nhỉ? Chia cho 2. 2800 chia cho 2 sẽ bằng 1400 cuốn. Và đáp số 1400 cuốn. Rồi, ấy như vậy thì trong ít phút thầy và các em đã chinh phục xong cái bài 37 trang 43 nha. Và như thường lệ đến mỗi cuối video thì các em nhớ là hãy chia sẻ video và giới thiệu cái kênh 2K Vlog của chúng mình đến thật nhiều những bạn đang học lớp 4 nha. Rồi, tạm biệt các em.